Em test đôi loa nhá. Em test đôi loa, đây là đôi loa đờ lông nhá. Đấy. Đây, loa đây. Đây. Đấy. Vâng. Loa rất ok nhá. Đấy. Đấy, đôi đờ lông nhá. Đấy. Đấy, ok nhá. Vâng, đấy. Đấy. Vâng, đây nhá. Thử xem bát của nó bát bao nhiêu này. Đấy, đấy. Vâng, bát của nó này nếu mà tính bát bình thường là bát 14 nhá. Còn nếu mà tính gân nhá, tính gân là gân 13. Đấy, nhưng mà ít khi người ta thấy, người ta sẽ tính cả cái cục bát này luôn. Đấy. Đấy, bát tép em thử hai bên đều ok nhá. Đấy, nhỏ xíu này. Đấy. Rượu muốn nghe nó rè hay không, hay là chết tép hay không, bát còn chạy hay không thì nào nghe nhà rất rõ nhá. Đấy, ghé sắt vào nghe rất rõ, ok nhá. Đây loa này nữa đấy. Hai loa này em thử ok hết rồi nhá. Đây. 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 Tép đây nhá, tép cả hai bên đây nhá. Đấy. Bát lên nhá. Đấy, bát này. Đấy, bát này. Đấy, ok, bát tép của cả hai loa đây ok hết nhá. Sờ ở đây là biết là chạy này. Đấy, ok. Ok đấy, có tép khác ngay nhá. Vâng. Ok nhá. Đây, đấy, loa đây. Đấy, loa đây. Đấy. Và phải nói là rất đẹp nhá. Vâng. Đấy. Vâng, carbon rất đẹp. Ok nhá, để em cho đóng gói cho chuyển đi anh nhá. Dạ vâng.